Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin 60 giây ngày 15 tháng 2 năm 2022. Bản tin của chúng tôi hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Xuất phát từ một tấm ảnh trên mạng xã hội, chào mừng các con học sinh trở lại trường học. Một lần nữa lại dấy lên tranh luận, thầy cô có nên gọi học sinh là con? Trên trang cá nhân, nhà nghiên cứu phê bình văn học Lại Nguyên Ân bày tỏ quan điểm yêu cầu giáo viên và cán bộ giáo dục không gọi học sinh là con. Ông cũng mong Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có một quy chế về xưng hô trong nhà trường nói chung, mà trước hết là nhà trường trung học phổ thông. Trong đó, điều thiết yếu là giáo viên không gọi học sinh là con, các con, phải gọi là trò, các em, các bạn. Thầy Phạm Thái Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc học sinh xưng con với thầy cô và thầy cô gọi học sinh là con là bình thường, bởi các thầy cô gọi các học sinh bằng con, xưng mình là cô, thầy, như vậy cho thân thiết hơn. Rạng sáng ngày 15 tháng 2, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh và báo lực lượng chức năng. Công an phường 13 phối hợp với công an quận Bình Thạnh đến khám nghiệm hiện trường. Cơ quan chức năng nhận định thi thể này giống với nam sinh viên Nguyễn Văn Bình, 19 tuổi, quê Bình Định, mất tích hơn 3 ngày qua. Người thân nam sinh này đã đến kiểm tra và xác nhận nạn nhân chính là Nghĩa. Gia đình chúng tôi đang làm hồ sơ với công an về vụ việc. Chị Hồ Thị Cầm Nhung, 22 tuổi, chị họ của Nghĩa cho biết, sau khi trích xuất camera tại bến xe miền Đông, công an quận Bình Thạnh xác định nam sinh xuống xe khách tại đây lúc 4 giờ 38 phút ngày 12 tháng 2. Theo người thân, Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu từ Bình Định vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân Ukraine treo cờ và đồng thanh hát quốc ca vào ngày 16 tháng 2, ngày một số phương tiện truyền thông phương Tây nói là thời điểm Nga bắt đầu tấn công. Họ nói với chúng tôi rằng ngày 16 tháng 2 sẽ là ngày xảy ra cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ biến ngày này trở thành ngày của sự đoàn kết. Tổng thống Zelensky nói hôm 14 tháng 2, họ đang cố gắng khiến chúng tôi sợ hãi bằng cách đặt ra một ngày bắt đầu hành động quân sự. Vào ngày đó, chúng tôi sẽ treo cờ Tổ quốc, đeo biểu ngữ màu vàng và màu xanh lam và cho cả thế giới thấy sự đoàn kết của chúng tôi. Một số phương tiện truyền thông phương Tây dẫn lời quan chức Mỹ cho rằng ngày 16 tháng 2 là ngày Nga bắt đầu tấn công, Reuters đưa tin. Ông Zelensky từ lâu tin rằng Nga là mối đe dọa, nhưng cho rằng đồng minh phương Tây đang phóng đại quá mức về khả năng xảy ra một cuộc tấn công. Từ ngày 15 tháng 2, hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước sau gần 2 năm đóng cửa. Để chuẩn bị mở lại du lịch quốc tế trước ngày 31 tháng 3, theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hàng không Việt Nam quyết định dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác các đường bay quốc tế. Toàn bộ chặng bay trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, việc nối lại đường bay thường lệ quốc tế còn cần sự thống nhất của các nước bởi mỗi nước có yêu cầu phòng chống dịch khác nhau. Động thái này nối tiếp chủ trương mở lại 9 đường bay quốc tế giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 1 của Chính phủ tới các thị trường trọng điểm như Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Phnom Penh, San Francisco, Los Angeles, Trung Quốc. Sau khi chia tay với mối tình tin đồn 8 năm Thiều Bảo Trâm với động thái unfollow trên Instagram và có bài phát biểu văn mẫu mang tên Thương Em, mọi sự chú ý của dư luận đổ dồn vào mối quan hệ giữa Sơn Tùng và Hải Tú, nữ diễn viên độc quyền của công ty MTP. Ngoài tin đồn mang thai khi Hải Tú ở ẩn đến hơn 9 tháng 10 ngày, gần đây Sơn Tùng và Hải Tú còn dính phải tin đồn sắp dọn về căn biệt thự mà Sơn Tùng đang xây và chuẩn bị cho một đám cưới ở tương lai không xa. Vậy có hay không việc Sơn Tùng và Hải Tú đang ở cùng một nơi? Theo chia sẻ từ một nguồn tin đặc biệt thân cận, thì căn biệt thự được chủ tịch thuê dài hạn tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 25 tháng 1, lúc 9 giờ 30 sáng, Sơn Tùng xuất hiện, ngay sau đó là một cô gái cũng từ trong căn villa bước ra. Người đó không ai khác chính là Hải Tú. Cả hai mặc áo khoác jean che chắn cẩn thận bằng khẩu trang và kính râm. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!